Ok, chào mừng các bạn đã đến với phiên bản mới của Play Together. Thì đây mọi người, giống chó lớn cũng đã tìm đến đảo Kea. Ok, như vậy là phiên bản này sẽ có gọi là thú cưng các bạn ơi. Ok, mình sẽ điểm qua gọi là điểm danh coi. Ok, ngày thứ nhất. Wow, này phải là nhiệm vụ rồi em ơi, này phải là nhiệm vụ rồi này. Hôm qua coi. Trứng. Dạy, ui dạy dễ thương vậy. Wow, bộ đồ dễ thương vậy. Ok. Gì đây? À, điểm danh này nữa hả? Rồi. Này. À, đi điểm danh ở tháp nhận quà này. Siêu thần lục. Ok, tiếp mình qua. Bây giờ mình sẽ ghé vào đây cái đã. Bây giờ. Được thôi, được thôi. Mừng gì khai trương thiên đường thú cưng. Đấy. Ok, mình vô. Tiệm thú cưng mới nha các bạn nha. Tiệm bét. Paradise wow. Wow, đẹp nha, đẹp nha. Đẹp nha. Thiên đường thú cưng. Cùng cùng khám phá bạn ơi, khám phá bạn mới. À qua đây nữa. Đây rồi, đây rồi. À giờ mình đi tham quan các bạn ơi. Đấy, nó sự quá đẹp. Dưa. À để xem chân có cái gì không. Wow. Trà xanh, băng giá, băng đá, đào, bầu trời đêm, ánh hoàng hôn, nâu đen, phô mai, nâu. Ủa nâu này với à, nâu rồi à, bánh quy nữa. Trắng đen. Này không biết đọc. Vàng. Rồi như vậy hai con này là thuộc dạng có mấy con này là thuộc dạng là VIP chứ này, nhấp nháy nhấp nháy nè. Năm con này thuộc dạng VIP tại vì nó nhấp nháy nên VIP, còn bạn bốn năm con tím hai con xanh. Ôi trời ơi, mua một trứng là 300 cương hả ta? Cái này căng vậy. Ồ dưới này nè. Wow. Quá trời luôn. Vậy đây mấy con này to lắm các bạn ơi. Con này như có cưỡi được cái sao ấy. To đấy. Ờ để qua cái này có thể coi. Khu này chắc là đây nó hot rồi. Này có gì gì đâu. Ôi bên này có gì thuộc dạng à bét ở đấy. Bên này phiên bản trước rồi anh em ơi. Rồi. Này thỏ quá. Đúng chứ, thỏ đúng rồi. Xong, mình ra ngoài lại. Rồi, về chạy nhiệm vụ thôi. Thì về chạy nhiệm vụ thôi. Đấy. Để coi thử bắt có bao nhiệm vụ nha. Ok, nhận thưởng. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cái nhiệm vụ gì đây? Cấp binh giảm giá đặc biệt, mang cấp binh giảm giá đến chỗ quản lý đồng hành. Quản lý đồng hành. À và lại vô lên nữa hả? Như vậy là nhiệm vụ này là tập trung xung quanh gọi về bét thôi anh em ơi, về khu nhà mới này thôi. Đấy. Thế là mình sẽ chạy qua khu trung tâm mình gọi là mình khám phá cái tháp nó anh em nhé. Vô vô. Đấy, mang đưa cho ông này, đó, vé gọi là vé giảm giá đó. Ơi, ứng vào phát là rồi mua 200 kim cương luôn á, trứng bét. Có chứa gọi là mấy con chó gọi là to tướng gì to tướng đáng yêu mọi người thích cỡ mới ghê chứ. Ok có vé này mình sẽ được giảm giá anh em ơi. Ok sau nhiệm vụ mình sẽ được x3 hoặc là nhận thường ha, nhận thường thôi. Rồi tiếp tục nhiệm vụ hôm nay cái gì đây, hãy dọn sạch phân ở nhiều nơi. Trời 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 trời, cầm cái gì đây, cầm gì đây, cầm đồ gấp đi, gấp nữa hả, cầm đồ gấp, gấp phân rồi trời. Ôi trời ơi. Năm cục, trời ơi cục đâu vậy. À bét à, tí mình gửi bét cho đây thử coi. Tí mình gửi bét cho ai phân đây, chữ phân lắm. Trời ơi, gấp phân cho nó dọn sạch đây. Đấy nó sẽ to như vậy này các bạn. Wow nó sẽ to như vậy này. Đấy bét sẽ to như vậy. Theo mình nghĩ nó lớn lên nó phải to như vậy. Đâu nữa, đâu nữa. Ở dưới đây có không? Ở dưới, ở đây nè, đây vẫn có nè. Giờ nó ị ra ngoài đây luôn. Rồi, mới có 3 trên 5 mà. Mình kiệm một tí. 3 trên 5 mà. Ủa sao có 3 cục rồi ta? Đây đây, chỗ là chỗ này anh em mà, anh em phải vào chỗ này tìm rồi nhá. Ok. Trong này có không ta? Đây 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 đây. Rồi xong, về trả. Mình nghe nói phiên bản này là có gửi bét mà ta, để mình gửi thử các bạn nhé. Ok. Bình thường. Xong
À, mình đọc qua gọi là cái sơ lược về cái bản cập nhật này luôn em nhé. Là nội dung bao gồm là cửa hàng thú cưng là giao diện mới này, đó như vậy nãy giờ nè. Hai bảng điểm danh mới là hai bảng là trong này nè. Đấy, bảng điểm danh này và bảng điểm danh này, đấy hai bảng mới nè. Thêm tính năng cái thú cưng là chắc là cưỡi được nó hay là nghịch với nó gì đó. Thu thập ngôi sao, chế tạo vật phẩm chủ đề Giáng sinh nữa. Ngôi sao nữa anh em ơi. Ngôi sao để tí mình tìm được coi. Rồi gì những cặp yêu nhau thì 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày được gọi là được mốc đó là các bạn sẽ được tặng mới này. Rồi một vài thay đổi khác nữa các bạn ơi, cập nhật vào cái thư nữa, ví dụ như là có một thư coi sẽ có quà tặng mới đấy, cập nhật gọi là mới mà đồ này như cũ này, nhưng mà kiểu như là theo mùa các bạn đó, đồ theo mùa đó. Ok xong xong nha, rồi mình sẽ đi ra ngoài khám phá tiếp còn gì nữa không. Hôm nay video này mình sẽ chủ yếu về gọi là sơ lược qua, gọi là tổng thể, gọi là giao diện mới thôi, cho các bạn gọi là lâu ngày không vào game hay gì đó cho các bạn xem để các bạn vào. Còn mình chủ yếu là sơ sơ thôi, video sau mình sẽ gọi là chắc làm cái nhiệm vụ này xem như là xong này. Đấy. Đọc thôi đó là được thôi này, hãy cho thú cưng uống thuốc bổ này, đấy. Đọc mình làm thôi. Đấy. Rồi mình sẽ nhận được bộ đồ này, trời ơi, quá xinh. Rồi quá xinh luôn em. Rồi cái này chắc để các bạn đọc, các bạn thực sự biết rồi. Mình còn dài dòng nữa, mình đi ra ngoài tí. Rồi. Để mình chạy qua đây thì có nhiệm vụ nào không? Như vậy là hết nhiệm vụ rồi các bạn nhé, hình như là hết nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ đây và trong kia rồi. Các bạn nếu mà thích nhiệm vụ chỗ nào rồi các bạn cứ đọc đọc ở trong này thôi, là các bạn cứ làm thôi, làm theo như vậy thôi các bạn, easy mà chẳng các bạn đọc được đúng không, các bạn đọc được hãy thực hiện nhu cầu của thú cưng này đấy, vậy thôi đấy, các bạn sẽ nhìn được bộ đồ xinh đẹp đấy, đấy sẽ cưỡi được con thú như vậy nè các bạn, nó to lên nó lớn lên nó sẽ cưỡi được như vậy nè anh em, wow nó cưỡi được nè, các thấy cưỡi chưa, nói chuyện thử coi đấy, nó cưỡi như vậy đó các bạn, wow cha cưỡi được chú cưng nha các bạn nha, cưỡi được nha. Ôi cưng thế nhờ. Rồi mình chắc là mình sẽ nhìn qua xung quanh qua khu vực này đấy, các bạn thấy không, nó bao phủ bằng tuyết rồi các bạn ơi, wow nhà thêm đèn và ở trong này sẽ có cái hộp, chắc là hộp mở đèn anh em mà, đây đây để mình coi thử coi hộp mới coi, hộp mới đây rồi, mình đoán ngay mà sẽ mở được những cái đèn như vậy ấy trời. Ui cánh đẹp anh em, cánh này hơi vip nha, nó bay được không ta, để nó bay được không nhờ, đọc thử coi, đôi cánh tỏa sáng không cần nạp điện nè, có thể dùng để làm đẹp cho bằng nhân vật này, để biết bay được không nữa. Ok đó, các bạn thích đèn là các bạn vô các bạn mở thôi đấy. Rồi mình nghe nói xe bay có thể là bay ra ngoài biển được các bạn nhé, bay ra ngoài nước được luôn đấy, nó sẽ như vậy nè, không biết ba lô bay được không ta, ba lô bay mình cũng nghe nghe nói là xe bay bay được ngoài biển á, mà biết lô bay 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 được không, mình sẽ thử bay ra ngoài biển thì các bạn nhé, đấy nghe nó làm lại là bay được ra ngoài biển, mình thấy xe bay thôi, còn ba lô mình chưa thấy, mình thử bay ra ngoài các bạn nhé, khám phá cùng khám phá với mình, không được các bạn ơi, không được không được không được không được rồi, không được nha, như vậy là mình thấy xe bay làm được thôi chớ, mà cái này ba lô không bay không được, tại sao xe bay bay được mà ba lô bay không bay không được ta, hay là người ta ghép của ta, mình thấy các bạn đang lên là bay ra ngoài được mà, ai ai có xe bay thì comment cho mình biết thử bay ra bay bị được không các bạn nhé. Ok rồi mình sẽ qua khu trung tâm nha, sơ sơ vậy thôi để các bạn vào các bạn khám phá thêm được chứ. Rồi đây là khu vực ở bên gọi là trung tâm, đây đây là tháp, đây tháp quà đây, và cái này ở trên cùng này chắc là cái này các bạn ơi, chắc là cái này rồi nè, đấy trên cùng nè, đấy đẹp đấy, rồi 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 mình sẽ coi những gói quà gì đây, à mấy trang trí hộp khối hả, đấy các bạn nhìn có thể thôi đấy, số 15 gì đây đấy, ủa con này là trang trí hay là cười cười ra trời, này trang trí cười cho đây, tuần lục cực kỳ hấp lãnh có thể dùng để trang trí, à này trang trí các bạn không phải cưỡi đấy, sơ qua vậy đấy, vé cái bên này nè, vé 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 free này, à mũ nè, chu trang mũ tuần lục, ok rồi, và đây là chiếc xe tuần lục các bạn ơi, đây 13 còn 13 ngày nữa đó, 17 ngày 30 giờ 13 giờ 17 ngày 30 giờ sẽ nhận được cái này, xe này có thể đi được đấy, tăng à, tốc độ là 6 nè, tăng tốc 7 nè, rồi tốc là 1.0 nè, một chỗ nè, ngồi lên cho bạn trượt thôi, trượt tuyết vậy đó. Ok đấy không, à mình sẽ gọi là thay đổi một gọi là một chút gọi là đồ các bạn ha, đồ gọi là tổng lục để cho cũng đứng không khí Giáng sinh các bạn ha, rồi giao diện của mình sẽ như vậy cho nó gọi là không khí Giáng sinh các bạn ha, đấy đấy bạn thấy chưa, bộ đồ tổng lục này các bạn hồi trước các bạn từng biết là sự kiện mùa đông trước thì cũng có bán, bây giờ có bán không ta, để mình có thể việc cũng bán không nhờ, hình như là còn các bạn có thể vào và xem được, hay mình xem cho các bạn luôn. Đây mình thấy ở trong này vẫn còn các bạn nè, mà chắc còn bán các bạn ơi, đấy bộ đồ này là còn bán đấy,
ấy. Bạn có thể vô kiếm được đây, có nhiều bộ đồ, bộ đồ muốn các bạn thể kết hợp. Mình sẽ mặc bộ đồ này, tại vì đợt mùa đông trước mình đã mua bộ đồ này rồi, giờ mình sẽ mang vô bộ đồ này và đứng cạnh con lục. Đây, thấy giờ thấy hợp chưa anh em? Hợp. Rồi, sơ qua vậy các bạn nhá. Ok, đây có một bạn gọi là có thể giới thiệu cho mình coi nè. Tháp này mà mình để tiêu chuẩn vô này không? Đấy. Đây mới chính gọi là khung cảnh của nó. Đây, Giáng sinh đây. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa? Ok. Ok, còn một khu gọi là cắm trại và gọi là một khu khu nhà, khu thị trấn á, mình chưa gọi là khám phá, mình sẽ vào khám phá thử xem được có gì thay đổi không. Đa số thì các bạn nào ở khu nhà của mình cũng đẹp đó các bạn à. Mình sẽ vào khu nhà trước. Đây đây đây, và đây là thị trấn của chúng ta. Wow. Wow, chủ đề đợt này thì về ánh sáng các bạn ơi, và ánh sáng nói chung là đợt trước thì giờ sẽ có ông già Noel các kiểu rồi ha. Bây giờ sẽ có là gọi là ánh sáng, gọi là mà người mua ánh sáng, nó đi đâu có thấy trang trí ánh sáng. Ủa, cái tháp to to chưa? Ánh sáng to. Đấy. Bên này sẽ có một con wow. Từ từ bay qua coi liền. Bay qua kia là em ơi, bay qua coi liền. Trời ơi, đẹp vậy, đẹp vậy, đẹp vậy. Hai con hả? Ui, sao đi trắng vậy? Ủa. Ok nhá. Đây, check in liền anh em ơi, check in liền. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, đấy, thấy chưa anh em, đẹp chưa? Check in ở đây liền các bạn nha. Đi bài. Ok, đấy. Check in liền rồi xong, mình sẽ gọi là gần khu cabin các bạn nhé. Rồi, ứng vào đây. Liền tắt qua. Rồi mình đã tới gọi là khu cabin. Wow, và đây là khu gọi là tuyết ở cabin. Oh, vẫn có một cái cổng chào gọi là bằng ánh sáng luôn các bạn à. Và mặt nước có lẽ đóng băng quá. Ồ, chưa đóng băng anh em ơi. Chưa, chắc vài ngày sau mới đóng băng. Rồi. Đấy, trên cao tháp này có một cái gọi là, nói chung là đợt này có nhiều chỗ check in cho các bạn lắm. Thấy không? Đẹp các bạn nhờ. Nói chung là về ánh sáng hay sao mọi người à, mua đồ ánh sáng hay sao ấy. Ok. Và cây ước nguyện của chúng ta, wow, đã được trang trí thêm. Đấy. Bình thường thì cái thùng phải không? Giờ là cái cây ước nguyện nè. Ơi đẹp. Đẹp quá đẹp. To hơn, có thể to hơn, to hơn được trước một chút rồi đó. Đấy là mỗi gọi là mỗi mỗi đợt gọi là cập nhật nó sẽ to lên các bạn ạ, cái người sẽ to lên, cái người này giúp mình mở hộp rất khá là nhiều đấy. Nếu ai chưa xem có thể ghé vào gọi là video khác mà các bạn xem mình những cái gì mở hộp ở đây. Ok, thì chắc mình sơ lược qua cái phiên bản này là như vậy thôi, các bạn ơi, trang trí rất đẹp như vậy thôi. Còn sắp tới mình sẽ gọi là làm nhiều hơn về chủ đề này các bạn nhé. Đấy, mình thông báo cho các bạn biết là cập nhật xong, có một bà này cư cập nhật xong và các bạn có thể vào chơi game rồi. Dưới dưới các bạn nhé. Ok, thì các bạn sẽ thấy thì ai chưa like cho đây kênh, hãy cho mình xin một like và đăng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo mọi người nhé. Bye mọi người, bye. Dưới dưới. Wow, tháp đẹp quá vậy ta.